Hello, đó giờ các bạn thấy đủ loại chuyển sinh rồi đúng không? Vậy chuyển sinh thành một con quái da xanh các bạn thấy chưa? Nếu mà chưa thì cùng tôi coi phim này nha. Tập 1. Ngày thứ nhất, sau cái đêm định mệnh đó, Tomoki Kanata mở mắt ra thấy mình đã chuyển sinh thành một goblin sơ sinh với cái tên là Goburo. 2 ngày trôi qua, với tốc độ phát triển đáng kinh ngạc của chủng tộc, Goburo giờ đã đủ lớn để tự lập. Sau bữa ăn cuối cùng, cậu cùng với một người bạn tên là Gobukichi ra ngoài đi săn. Rất nhanh, một con thỏ sừng đã lọt vào tầm ngắm của cả hai. Gobukichi không suy nghĩ, theo bản năng đã điên cuồng dí theo. Oro thì thông minh hơn, chọn đúng thời cơ mà lao ra phục kích. Và như vậy cả hai đã có được bữa ăn đầu tiên do chính tay họ săn được. Sau đó là liên tục những con thỏ xấu số khác bị đem lên mâm. Trong lúc thưởng thức thành quả, Oro vô tình có được kỹ năng từ con thỏ. Nhớ lại kiếp trước, cậu từng sở hữu khả năng có thể cướp đi năng lực từ kẻ mà bản thân ăn được. Tuy tỷ lệ có hơi thấp nhưng hiện tại nó lại vô cùng hữu dụng. Ngày thứ 6, một cô nhóc Goblin tên là GobMy đã tìm đến làm quen khi mà nghe tin Ro ăn thịt được thỏ sừng. Thấy cô nhóc nhiệt tình thế là Ro đành hứa lần sau sẽ dẫn cô đi săn cùng. Vừa hứa là hôm sau trời lại đổ mưa, Ro đành tạm gác lại chuyến đi săn. Thay vào đó, cậu vào trong kho tìm vật liệu làm vũ khí mới. Bất ngờ một bí mật được cậu phát hiện. Bên trong kho có rất nhiều phụ nữ nhân loại, cũng dễ hiểu thôi, họ chính là những người bất đắc dĩ phải tạo ra Goblin con. Ro đang suy tư thì lão Goblin già đi đến cho hay, cậu sắp đủ cấp để tiến hóa. Trời vừa sáng, Ro liền dẫn hai người bạn tiếp tục đi săn, nhờ có thêm người mà họ giờ có thể bắt được nhiều loài mới, qua đó Ro được hẳn một đống kỹ năng. Nhưng vì thế mà cả ba bị các Goblin trong bầy nhắm đến. Trong đêm, một nhóm Goblin đã cố phục kích Ro trong lúc đang ngủ. Nhưng mà cậu có đề phòng trước nên là không có sao, tiện đó dạy cho bọn chúng ra trận. Với đống kinh nghiệm từ việc săn quái, Ro và Kichi sau một đêm cũng đã tiến hóa, khiến cho tất cả bất ngờ. Kichi thấy vậy lên kèo solo với thằng bạn. Kichi thì thiên về sức mạnh cơ bắp, trong khi đó Ro lại là tốc độ. Hai bên ngang tài ngang sức nhưng phần thắng cuối cùng vẫn thuộc về Ro, vì nó là nhân vật chính mà. Bỗng nhiên Ro cảm nhận được thứ gì đó, cậu liền kêu Mi về lấy gấp cây nỏ vừa chế. Tại bì rừng, một đàn sói hung tợn bắt đầu hoành hành. Đúng lúc bọn chúng lơ là, GobMy đã ra tay bắn bị thương con đầu đàn. Ro cùng với Kichi nhân cơ hội lao ra khô máu với đám còn lại. Xong việc, Ro đem đống thịt sói về phát cho các Goblin trong bầy, thành công có được lòng tin từ tất cả. Cứ như thế, Goburo hiển nhiên trở thành tộc trưởng. Tập 2, những phụ nữ mà Goburo thấy lúc trước đã tự giải thoát bằng cách là uống thuốc độc. Tuy rất xót thương nhưng mà cậu không thể làm được gì khác ngoài hỏa táng cho họ. Hôm sau, trong lúc cậu bận huấn luyện cho đám Goblin trong bầy thì nhóm Goblin khác được cho là cha chú của cả bọn đã quay trở về. Trong nguyên đống chiến lợi phẩm thu được, Goburo chỉ chú ý đến 5 cô gái loài người bị bắt. Không do dự, cậu liền hỏi xin 5 cô gái ấy từ lão đội trưởng nhưng lại bị lão ta hăm dọa. Trước tình hình hai bên có thể chém giết vô ích, pháp sư Hobson và nữ kiếm sĩ Hobusato đứng ra đề nghị một trận đấu. Thủ lĩnh của hai bên sẽ đánh với nhau, ai thắng thì có quyền làm tộc trưởng của bầy. Lời vừa dứt là lão đội trưởng bị Goburo cho nằm ra đất. Vậy là giờ cậu đã có thể đường đường chính chính làm những gì mà bản thân muốn. 5 cô gái nhân loại cũng được Ro cứu giúp. Cậu không chỉ ban lệnh cấm đụng mà còn hứa sẽ trả tự do cho cả 5 người vào một ngày không xa. Điều kiện thì rất đơn giản, chỉ cần dạy cho trả kiến thức về nhân loại là được. Không lâu sau, các cô gái cũng dần chấp nhận lối sống hiện tại. Cô nàng tóc nâu này là một thợ rèn, chị em song sinh tóc vàng thì là đầu bếp và thợ may. Cô nàng đeo kính tóc xanh là giả kim thuật sư, riêng cái bà tóc đỏ này là chiến binh tập sự. Nhìn có vẻ không được uy tín cho lắm ạ. Cứ như thế, mọi thứ vẫn tiếp diễn như bình thường. Đến một đêm, tên đội trưởng vì không chịu được khi bị Ro cắm đụng đến gái, nên là hắn đã cùng đàn em phá luật định húp cả 5. Bất ngờ từ sau, Ro xuất hiện và đánh cho bọn chúng ba má nhìn không ra. Tiện thể cậu lấy đó làm gương cho mấy ai dám phá luật. Vậy là đã hơn 1 tháng từ lúc chuyển sinh, giờ cả Gobue cũng đã tiến hóa. Đội quân Goblin cứ vậy ngày một phát triển. Mỗi cá nhân đều được phân công vào từng nhóm phù hợp với điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Goburo thấy thế cũng an tâm xách ba lô lên đường đi thám hiểm. Địa điểm cậu hướng đến là khu rừng phía Bắc, nơi được cho là có một con gấu đỏ hung tợn cai trị. Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay, con gấu hiện đã đứng trước mặt của Ro. Khổ nói nhiều, cậu và con gấu lao vào chiến đấu. Tuy có thể chém bay được một tay cũng như là khống chế được con gấu nhưng mà Ro vẫn phải thất thế trước hỏa lực kinh khủng từ nó. Sau khi định thần lại, cậu tiếp tục lao lên khô máu. Kết quả là đi tông một tay, nhờ thế con gấu đã bị hạ. Goburo sau pha chơi liều thì cũng rơi vào hôn mê. Tập 3. Trở về từ trận chiến, Ro lúc này đã tiến hóa lên một hình dạng mới làm ai cũng bất ngờ. Xong thì thằng này bắt đầu đi tán gái, hết cô thợ rèn, chị em song sinh đến cả cô nàng giả kim thuật cũng không tha, làm cho GobMy cùng cô nàng tóc đỏ cay ra mặt. Còn Kichi khi thấy thằng bạn vượt mặt, cậu ta đã bắt đầu điên cuồng tập luyện. Tuy rất lo cho cậu bạn nhưng mà Ro cũng đành im lặng. Hôm sau trong lúc đang ăn thì bà nhỏ Gobue chạy vào với một tinh linh ngọc toàn thân là đầy máu. Sau khi cứu được cô nàng tinh linh, cả bọn được hay tin nơi cô ấy sống đã bị một nhóm mạo hiểm giả tấn công. Vì biết thời gian sống của bản thân không còn nhiều, ít nhất cô vẫn muốn báu vật của chủ nhân mình không rơi vào tay nhân loại xấu xa. Thế nên là cô nàng rất mong Goburo có thể giúp đánh đuổi bọn người đó. Thấy kèo có vẻ thơm, Goburo cùng với Gobue lập tức đến hầm ngục. Vừa vào cậu liền gặp ngay đám mạo hiểm giả. Do có hứa với mấy cô vợ là sẽ không giết người vô cớ, Ro cố gắng nói chuyện khuyên bọn chúng rời đi nhưng mà bất thành. Thế là cậu đành bỏ bụng cả bọn, đồng thời thu về một đống phép mới. Xong việc, cô nàng tinh linh ngọc đã cảm ơn và trao lại toàn bộ báu vật cho Goburo. Trong đó còn có một cánh tay giúp cho cậu thoát khỏi hội người khuyết tật. Quay về hang, tất cả vật phẩm đều được phân phát cho mọi người. Riêng bản thân thì thằng Ro yếm nhẹ 3 món ngon nhất trong đó. Vài ngày sau, do rảnh rỗi cậu lại tiếp tục đi bụi. Trên đường, Ro không chỉ săn quái mới mà còn hấp thụ được vài kỹ năng hữu ích. Rồi tình cờ sau, một nơi vô cùng thú vị được cậu phát hiện. Đó là cây đại thụ nơi tộc Roya sinh sống. Một chủng tộc toàn là nữ giới. Vì thế, hễ thằng nào đi ngang qua đây không khô người thì cũng khó nuôi. Riêng thằng Ro cũng không ngoại lệ. Sau khi về tới nhà là thằng chả không biết gì mà liên tục hết cô này đến cô khác ghét không một lý do. Để giải đáp thắc mắc, không còn cách nào Goburo đành tìm đến cô nàng giả kim thuật để hỏi chuyện. Thì ra là do thằng này đi ăn vụng mà không chùi mép làm mấy bà kia phát hiện nên ghen. Tiện đó, cô nàng giả kim hôn Ro luôn, khiến cho mấy bà còn lại ganh tị cũng đòi cho bằng được. Chuyện gì diễn ra tiếp theo thì tự hiểu đi ha. Tập 4. Vừa sáng là một nhóm tộc eo đã đứng hóng hách trước cửa hàng. Ro liền ra nói chuyện. Qua lời của bọn chúng nói thôi cũng đủ hiểu bọn này đến là để chiêu binh cho cuộc chiến với nhân loại sắp tới. Trước đề nghị hấp dẫn, Ro quyết sẽ không dính dáng gì tới vụ này cả. Ngay lúc tên eo đứng đầu định động thủ, cậu liền tỏa ra sát khí dọa là sẽ xử hết tất cả thì bọn chúng mới ngoan ngoãn rời đi. Ngày thứ 45, Ro vô tình ăn được một con slime và có được khả năng tạo ra các phân thân nhỏ từ máu. Vậy là cậu đã dùng nó may lên các bộ đồ cho mấy bà vợ để tiện quan sát. Mà quan sát cái gì tôi không có nói đâu nghe. Được vài bữa thì bọn eo lại tiếp tục kéo đến. Ro lần này không nhân nhượng nữa mà trực tiếp cuốn chiếu hết cả bọn. Do không muốn giết hết đám eo nên là cậu đã sắp đặt một trận đấu và thu về được một vài chiến binh. Riêng tên eo cầm đầu được Ro tặng một vé đi chơi thú nhún với lão Goblin già. Này chắc mong nở chục đóa hoa luôn quá. Kichi sau khoảng thời gian luyện tập cũng đã tiến hóa. Thay vì như cậu bạn, Gobukichi lại rẽ theo hướng Variant, đặc trưng là làn da đỏ. Như thường lệ, hai thằng này tiếp tục ra bem nhau để test sức mạnh, kết quả là Ro vẫn thắng. Đêm đó, vì quá mệt mỏi, Ro mơ hồ gặp được ai đó và được ban cho một năng lực. Tỉnh dậy, cậu được Gobue dẫn đi khoe một vài Goblin đã học được ma pháp. Trong đó còn có một anh chàng học được cả phép chữa trị. Hơn nữa, đàn chị Hobson đã tiến hóa. Với năng lực hỏa trong tay, cô nàng đã có thể dễ dàng thiêu rụi cả một khu vực lớn. Goburo thấy thế liền tặng cho đàn chị bộ trang bị mới làm quà chúc mừng. Với sự phát triển của đàn như hiện tại, điều mà Goburo lo nhất cuối cùng cũng đến. Nhóm Goblin cha chú không theo kịp đành phải ngậm ngùi bỏ đi và tất nhiên là cậu không cản. Không lâu sau, thiết bị truyền tin đã được chế tạo. Ngoài ra, Ro còn thành công thuần hóa một vài ma thú mạnh mẽ về làm thú cưng. Về phần cô nàng tóc đỏ thì cũng phát hiện cho mình một kỹ năng gần giống Goburo nhưng mà yếu hơn. Ngay hôm sau, bất ngờ hang Goblin bị một bầy sương tấn công. Nhưng rất nhanh bọn chúng đều bị mọi người hợp sức đánh bại. Oro nhờ thế mà có được kỹ năng triệu hồi từ con trùm. Nguyên nhân mọi chuyện là do nhóm cẩu tộc vô tình đào trúng hầm ngục làm cho tên Sương thức giấc đuổi đánh. Tiện đó người đứng đầu nhóm cẩu tộc xin được về dưới trướng của Goburo và tất nhiên là cậu đã đồng ý. Tầm năm, trên đường đi săn, Ro cùng Kichi bắt gặp một nhóm người khả nghi. Thông qua những gì nghe lén được, cậu biết bọn này đang có ý đồ bắt cóc công chúa tộc eo. Không lâu sau, đoàn hộ tống công chúa đã đến khi mà cô vừa đi hội về. Bọn thích khách nhanh chóng hạ hết toàn bộ hộ vệ và tóm được công chúa. Ro ngồi hóng tới phút chót rồi mới chịu ra mặt giúp đỡ. Về tới hang thì bà mắm công chúa cũng tỉnh. Câu mà nhỏ nói trước tiên là làm ơn đừng lấy đầu của bà nghe, làm cho Goburo cạn cả lời. Bình tĩnh lại một chút thì cô ta lại quay qua trách tại sao không cứu đồng bào của cô. Nhưng vốn dĩ cái thằng Ro có quan tâm gì đến xung đột giữa người và eo đâu. Cứu bà nhỏ chỉ đơn giản là hứng mà thôi. Để báo đáp ơn cứu mạng, sáng đó công chúa đã dẫn Ro đến làng eo gặp mặt vua cha. Thấy con gái trở về an toàn, lão ta không ngần ngại tặng thẳng bảo vật gia truyền cho Ro. Đánh hơi được mùi làm ăn, cậu còn cung cấp thêm thông tin có được từ mấy tên thích khách khi trước, đổi lại là vài thùng rượu và một lọ gì đó. Như vậy là hai bên đã hợp tác vui vẻ. Vừa có rượu là lũ này ăn uống bét nhẹ. GobMy sau đêm đó đã tiến hóa với năng lực có thể thao túng kẻ nhìn vào mắt của cô nàng. Gobue cũng không thua khi mà giờ đây cô đã to lớn hơn. tay không đấm nát được cả đá. Đang trị Hobusato thì thành nữ hoàng tiên huyết, có thể dùng máu như vũ khí. Sau đó cả bọn được lão Goblin đặt lại tên, nhưng để tránh quá nhiều tên khiến các bạn nhầm lẫn, bọn mình xin phép giữ lại tên ban đầu. Trước tình hình trận chiến giữa Elf và con người sắp đến, Ro buộc phải tăng cường việc luyện tập cho tất cả. Với phép triệu hồi kỵ sĩ xương, cậu bắt đầu nghiên cứu cũng như là ứng dụng nó vào thực chiến. Đang lúc nhạy cảm như này, thằng Kichi lại dở chứng. Do của cậu để ý GobE lâu rồi mà chưa dám nói nên là mới tìm thằng bạn xin lời khuyên. Hỏi đâu không hỏi, hỏi đúng thằng có nguyên dàn harem thì chịu. Theo lời xúi giục từ thằng bạn, đêm đó Gobukichi quyết định tỏ tình GobE và cô ấy đã nhận lời. Xong thì họ làm gì tôi cũng không biết nữa. Một hôm nọ trong lúc luyện tập, Ro vô tình chạm trán và ăn được vài con quái mới. Nhờ thế, cậu học được skill tự bào bản thân bằng một lớp giáp vô cùng cứng chắc. Nhưng tác dụng phụ là sau khi hóa giải, đồ cậu mặc sẽ bốc hơi. Không lâu sau, một nhóm eo được cử đến để thương thảo với Goburo, vì họ biết trong cuộc chiến sắp tới số lượng quân loài người là vô cùng đông, chỉ tộc eo là không đủ để chống trả. Mang theo lời nhắn từ trưởng làng, tộc eo muốn mượn sức mạnh từ đoàn Goblin. Goburo sau khi nghe tất cả liền đồng ý ký kết hiệp định, nhưng với điều kiện phải cho đoàn của cậu được hành động tự do. Xong thì đưa sứ giả một chiếc vòng truyền tin đem về cho trưởng làng. Tập 6. Dưới sự chỉ đạo của Goburo, đoàn quân Goblin trong đêm tấn công thẳng vào căn cứ của loài người. Sau khi phá được kết giới bảo hộ, Gobe liền tạo ra bức tường bao vây hết quân địch vào bên trong. Xong thì những người khác cứ vậy mà đứng ngoài xả chiêu thôi. Không may bên phe người vẫn còn mấy kẻ có năng lực. Goro ra lệnh phải bắt sống lũ đó về, đặc biệt là cô ả kiếm sĩ tóc vàng. Còn những kẻ khác thì diệt hết. Khá bất ngờ, trong lúc giao chiến cô ả kiếm sĩ lại tung chiêu cảm tử buộc cho Ro phải đứng ra cứu mạng cô ta. Trận chiến kết thúc, lão trưởng làng eo lật đật ghé qua hang của Goblin. Khỏi nói cũng biết là họ qua để chúc mừng cho thắng lợi vừa rồi. Có điều Gobro giấu không cho lão ta biết là cậu mới hốt phải được hai con hàng hơi bị ngon. Hôm sau với mớ thông tin từ nhóm của kỵ sĩ, Ro đành phải chia sẻ nó cho lão eo để đổi về 10 thùng rượu. Theo thông tin có được, Ro cùng đoàn quân tiếp tục phục kích và đánh chặn thêm một toán quân địch. Trong số đó có một chàng trai tóc đỏ là được chú ý đến. Trở về hang trước sự tra khảo, chàng trai tóc đỏ không hề phản kháng mà khai hết toàn bộ mục đích con người tấn công eo. Đơn giản chỉ vì họ muốn tìm thứ bí dược mà tộc eo đang nắm giữ nhằm cứu lấy vị công chúa sắp lìa đời. Hiểu chuyện, Ro cũng không hỏi thêm. Với số lượng tù binh hiện tại, một trận đấu tập đã được tổ chức. Trong khi mấy người khác bận đấm nhau thì chàng trai tóc đỏ đến chỗ của Ro đòi solo. Không nhiều lời, hai thằng kéo ra bem nhau. Kichi thấy thế cũng góp vui. Sau buổi tập, chàng trai tóc đỏ quyết định ngỏ lời gia nhập quân đoàn Goblin, vì đối với cậu ta được làm việc cho quái vật còn đáng hơn là ở chung với lũ quý tộc trong vương quốc. Chỉ với một cái búng tay, vòng cổ nô lệ của chàng trai tóc đỏ rơi xuống, biểu thị cho sự chấp nhận. Giờ đây, chàng trai tóc đỏ bất đắc dĩ phải trở thành thầy luyện kiếm cho cô vợ của thằng Gobro. Còn về vụ bí dược mà tộc eo đang nắm giữ, thật ra thì thằng Ro có từ đời nào rồi mà không biết. Chính là cái lọ mà lão trưởng làng cho lúc cả hai gặp mặt lần đầu đó. Ro hơi bất ngờ nhưng mà đứng trước công dụng kỳ diệu từ thứ bí dược không khỏi làm cho cậu ngơ ngác. Tập 7. Không lâu sau thì trận chiến thứ 3 với con người cũng kết thúc. Ro liền đến chỗ trưởng làng eo bàn tiếp chiến lược mới. Do quân số hiện giờ nếu để trận chiến kéo dài mãi sẽ không hay. Thế nên, lão eo muốn cả hai dồn hết toàn bộ binh lực cho đúng một trận đánh cuối. Trên đường về, cô kiếm sĩ đưa ra một nguyện vọng mong Ro có thể đáp ứng. Vì là một quý tộc có trách nhiệm với quốc gia nên là cô nàng muốn giúp trị căn bệnh quái ác đang từng ngày giết chết công chúa. Ro thấy đề nghị không tồi, sau một lúc suy xét thì cậu cũng đồng ý. Như vậy, trận chiến thứ 4 lại đến. Lần này, với thông tin có được từ phân thân nghe lén, họ còn biết được sẽ có một anh dũng xuất hiện. Chúng là một nhóm gồm 8 người gọi là Bác Anh Kiệt Kỵ Giáp Đoàn. Những kẻ được ban ân huệ từ thần linh và có sức mạnh vô song. Biết nhiều là thế, Ro vẫn dẫn quân lao vào cuộc chiến. Chỉ một mình cậu thôi đã dư sức quét sạch của một toán quân lớn. Bất ngờ từ đằng sau một thằng nhóc tóc xanh xuất hiện chào hỏi. Khỏi nói cũng biết thằng nhóc này là một trong 8 anh dũng, Hải trùng Philip. Năng lực của cậu ta không chỉ hóa xác chết thành binh lính côn trùng mà còn có thể trực tiếp gọi ra một con rớt siêu to khổng lồ, gây không ít khó khăn cho Ro khi mà chiến đấu. Pha cuối tên nhóc còn hóa bản thân thành bọ ngựa luôn đánh cho uy tín. Thằng Ro cũng không vừa, đóng ngay vào cho bản thân một bộ giáp cánh cứng bay theo đánh nhau 500 hiệp. Đấm đá một hồi thì thằng nhóc thấy kèo thúi thúi liền thoát xác bỏ chạy, ở lại tí có khi còn mỗi bộ xương chứ. Lúc này, một phân thân do Ro phái đi cũng thành công đột nhập vào doanh trại con người và đưa cho họ lọ bí dược. Bọn này cũng rất nghe lời mà lập tức kéo quân rời đi. Sau trận chiến, thương binh và người mất là không tránh khỏi. Một buổi lễ tiễn biệt người ra đi được tiến hành một cách trang trọng. Qua đó cũng thúc đẩy tinh thần nỗ lực phát triển của cả quân đoàn. Tập 8. Tỉnh dậy từ giấc ngủ là thằng Ro thấy có biến. Không chỉ con mắm biến thái kế bên mà thấy goblin khác đều đã tiến hóa. Cậu dược sĩ không chỉ có khả năng trị liệu, giờ còn có thể tạo lá chắn vô cùng cứng chắc. Còn có cả một cô nàng người đầy mắt, nhìn nhút nhát thế chứ được việc lắm á chứ. Lão cổ tộc cũng tiến hóa mà nhìn mặt ổng có hơi khó nói. Ngoài những người đó ra thì Ro phải lo vụ khác. Các tù binh bắt được, cậu quyết định thả họ đi, nhưng mà trong đó có vài tên quỷ tộc không tán thành mà làm loạn. Không còn cách nào khác, Goburo đành phải giải quyết bằng vũ lực. Tuy bọn quỷ đều có trang bị O trong tay nhưng mà trình vẫn còn non lắm. Thằng duy nhất đáng bị đập nhất chắc là thằng Khứa hay ra vẻ này đây. Này thì dám tán tỉnh vợ tao hả mày? Cũng nhờ trận đánh mà quân đoàn Goblin gia nhập thêm được vài thành viên mới. Vài ngày tiếp theo, ngoài phụ giúp cải tiến lại hệ thống suối nước nóng, đấu tập, hanga, thì Ro lại đi ăn vụng. Tối đó cũng đủ hiểu mấy bà vợ làm gì thằng này rồi ha. Hôm sau với túi hạt giống Royal đưa cho, Ro cùng vài người đã bắt đầu trông trọt. Không lâu sau, cậu còn được trưởng làng Eo mời đến dự buổi lễ tiễn đưa đồng bào, qua đó cũng tỏ lòng biết ơn trước sự giúp sức từ đoàn Goblin. Vừa về nhà là thằng Ro lao đầu vào nghiên cứu, thành quả là của xe hình thù một con rết. Mấy bà vợ vừa thấy thì chê ra mặt. Được vài hôm, buổi tiệc đón chào thành viên mới chính thức được tổ chức. Nhìn chung cái đoàn này toàn là báo thủ không. Cuối cùng cũng đến ngày khởi hành cho chuyến đi khám phá thế giới bên ngoài. Có 4 điều luật được đưa ra bắt buộc mọi người phải tuân theo là phải thu nhập thông tin trên đường đi, tự giải quyết vấn đề trong nhóm, cố gắng tăng cấp sức mạnh, cuối cùng là không được chết. Ngắn gọn thế thôi, mọi người cứ vậy chia nhóm và xách ba lô lên đường. Tập 9. Đã 6 ngày kể từ lúc rời khỏi rừng, nhóm của Ro đã đến được đô thị phòng vệ Tralen. Vừa thấy bản mặt cậu là người dân chạy toán loạn, hơn là nhờ có cặp chị em song sinh nói giúp mọi chuyện mới được im xuôi. Tiền đây, Ro cũng hỏi ý kiến các bà vợ liệu các cô có muốn ở lại thị trấn này hay không. Vì khi trước, cậu có từng hứa sẽ đưa tất cả về nhà. Chưa vội nghe quyết định, các bọn tiếp tục đi tham quan khắp nơi. Tuy là có chút gây chú ý, nhưng nói chung thì vẫn ổn. Để thuận tiện cho việc thám thính thêm thông tin, Ro còn biến hẳn thành con người cho dễ đi lại. Trong lúc bận thưởng thức bữa ăn từ mấy tên trộm cướp, cậu có chú ý đến chiếc nhẫn mà bọn ấy đang đeo. Rồi tình cờ sao gặp được một cậu dũng sĩ trẻ. Để ý thấy chiếc nhẫn, bọn côn đồ đang làm khó cậu dũng sĩ giống với mấy tên vừa ăn. Ro liền ra tay giúp đỡ. Không chỉ thế, cậu còn cho địa chỉ nơi bản thân đang ở nếu cậu dũng sĩ cần giúp đỡ. Tối đó, đúng dự tính, cậu ta đến thật. Qua lời nhờ vả được biết trong quá trình hộ tống của mình, đoàn của cậu hiệp sĩ đã sơ ý để vị công chúa trốn thoát. Không biết bằng cách nào nhưng mà một tổ chức bí ẩn nhưng lúc đó đã bắt cóc luôn công chúa. May cho cậu hiệp sĩ là thằng Ro biết được chỗ bọn bắt cóc đang ở. Lập tức trong đêm, cả hai đột nhập vào nơi đó và thành công cứu được nhỏ công chúa báo đời. Mà thật ra thì vụ bắt cóc này đều do con nhỏ này dàn dựng hết á. Trời vừa sáng là con báo công chúa liền tìm đến chỗ của Ro. Nó giới thiệu bản thân là con gái của đệ nhất vương phi vương quốc tên Ben. Để thế, còn ra lệnh cho nhóm của Ro phải hộ tống nhỏ tới vương đô Ausubel. Ro muốn từ chối lắm nhưng mà áp lực đồng tiền từ mấy bà vợ nên là đành chịu. Hôm sau, cả nhóm tiếp tục lên đường. Con vụ ở lại thì không bà nào vợ nào chịu nên là khỏi cần lo. Chuyến đi có vẻ diễn ra khá êm đẹp. Mọi rắc rối đều được xử lý một cách gọn ơ. Thứ đáng lo nhất lúc này chắc phải nhắc đến là con quái tên là Jayet mà họ sắp phải gặp. Rất nhanh, con chim đó hiện đã đứng trước mặt của Ro. Tuy mọi người lo lắng cho tính mạng của cậu nhưng phải nói là nãy giờ thằng này nó chỉ đang chơi đùa với con chim mà thôi. Nhặt lại tay chân xong, chỉ với một đòn duy nhất, Ro dễ dàng tiễn con chim xanh vào nồi. Đó, mạnh cỡ nào thì cũng vô bụng anh mày thôi. Nhờ đó, cô cậu có thêm skill mới, mọc được tận 6 cái cánh. Khi này cô công chúa bất ngờ hỏi tại sao Ro lại ăn thịt những thứ cậu đánh bại. Nhớ lại kiếp trước mấy người đồng đội cũ cũng từng hỏi như vậy. Ro chỉ đơn giản đáp là vì đã giết nên là phải ăn. Nói chung là ăn để nhận lấy nỗi uất hận từ kẻ bị giết. Nhận được câu trả lời, bà công chúa cũng rơi vào trầm ngâm. Tập 10. Sau chuyến đi dài, nhóm của Ro đã đến được làng Masen. Như thường lệ, nhờ có cô công chúa nói giúp cả bọn mới được vào. Bên trong làng không chỉ có thác nước mà còn có cả suối nước nóng. Đêm đó, bọn họ cùng với dân làng ăn chơi bét nhạc đến tận khuya. Sáng hôm sau, khi đang di chuyển trên dãy núi Clotter, bất ngờ cặp chị em song sinh có dấu hiệu lạ, bụng của họ to ra và có dấu hiệu sắp sinh. Ro lập tức liên lạc gấp về chỗ cậu dược sĩ cầu cứu nhưng mà qua lời từ lão Goblin già nếu không nhanh giải quyết đứa con có thể ăn nát bụng mẹ mà chung ra. Chuyện quá cấp bách, Ro chỉ có thể lấy tay mình nhằm cung cấp dinh dưỡng cho hai cô vợ, sau đó tìm đại một hang động nào đó để làm nơi sinh. Liên tục mấy tiếng liền vật lộn với đau đớn, cuối cùng hai đứa trẻ cũng chào đời an toàn. Đứng trước việc phải làm bố đột ngột khiến cho Ro không khỏi xúc động. Tuy nhiên, lão Goblin già lại cảnh báo về tương lai của hai đứa trẻ. Vì là con lai giữa người và quái vật nên chúng sẽ có sức mạnh khác xa so với đồng loại. Chính vì thế, việc bị kỳ thị là không thể tránh khỏi. Nhưng Ro vẫn tin rằng chỉ cần cho chúng đủ yêu thương thì tương lai có là gì cơ chứ. Về việc đặt tên thì bé gái tóc vàng là Oro, con bé trai tóc bạc là Argento. Trong lúc đợi hai cô vợ hồi phục, Ro quyết định ra ngoài đi săn. Ngoài việc lụm được cặp sừng từ một con hươu lạ thì cậu còn gặp được một nhóm dũng sĩ đang đánh nhau với một đám Palo. Sau khi giúp đỡ bọn họ tiêu diệt con chum thì Ro cũng rời đi vì cậu cảm nhận được vị dũng sĩ trước mặt không hề dễ sơi. Trở về hang động, mới có vài ngày thôi mà hai đứa con của cậu đã chập chững biết đi. Còn kêu Papa nữa, cậu ấy dễ thương chưa kìa. Ro lấy sừng hươu nhặt được khi trước nghiền nhỏ để cho hai đứa trẻ ăn. Đúng như mong đợi, hiệu quả của nó rất tốt. Từ đó Ro bắt đầu cho sự tiến hóa mới. Từng dòng chữ cứ liên tục hiện ra trong đầu. Tập 11. Hết hai chị em, giờ tới lượt cô nàng thợ rèn và giả kim thuật mang thai. Có kinh nghiệm từ lần trước, Ro vội lái xe đến gần một con suối để thuận tiện cho việc giúp hai cô vợ vượt cạn. Rất nhanh hai đứa nhóc đã được chào đời an toàn. Đứa da nâu này tên là Oniwaka, đứa còn lại tên là Nicola. Khác với anh chị em khác thì cô nhóc Nicola lại là con người chứ không phải là hai orc. Không lâu sau cả nhóm đến được một thành phố. Trong khi để các bà vợ ở nhà chăm con thì Ro cùng cô vợ tóc đỏ ghé qua hội mạo hiểm giả. Vừa thấy cậu là mấy người đó lập tức đòi đấu thử. Nhưng cơ hội đó Ro đẩy ba thằng đệ ra cho tụi nó ăn hành. Ai đâu ngờ là ba đứa còn mạnh hơn những gì bọn chúng tưởng, hành ngược lại nguyên đám mạo hiểm giả. Đêm đó Ro liên lạc với những nhóm còn lại để hỏi thăm tình hình. Nhóm của hai đàn chị thì vẫn ổn. Ngoài việc tự lấy đồng đội ra làm mồi câu đám đầu tặc thì tất cả không vấn đề gì. Bên nhóm của nàng nhiều mắt và nhóm thú nhân cũng khá ổn, hơi cãi lộn tí thôi. Chỉ riêng nhóm Kichi là có linh cảm không hay. Để hiểu chuyện gì đang diễn ra, Ro đề nghị với công chúa được thay đổi lộ trình. Địa điểm mà cậu hướng đến là thành phố Mekong, Griford. Trên đường đi, Ro cùng Mi có tâm sự mỏng. Cô nàng khá là tự trách vì vẫn chưa đủ mạnh để sánh bước bên người thương. Nhưng Ro lại không cho là vậy. Chỉ cần có cô bên cạnh là hạnh phúc nhất đối với cậu ta rồi. Quá giờ trưa thì Ro cũng đã đặt chân đến được hầm ngục nơi nhóm Kichi đang do thám. Bất ngờ từ trong bước ra hai bóng người to cao vạm vỡ. Không đâu xa lạ, đó là Gobukichi và Gobue trong hình dạng tiến hóa mới. Chào hỏi nhau xong, Ro liền hỏi về đoạn hình ảnh kỳ lạ cậu thấy lúc truyền tin. Thì được cho hay đó là con boss có kỹ năng mô phỏng lại người mạnh nhất trong tâm trí Gobukichi và Gobue. Cũng nhờ tiêu diệt được nó mà cả hai mới có được bộ dạng như hiện tại. Theo thông lệ, tiến hóa xong thì hai thằng lại kéo ra đấm nhau thử sức mạnh. Trước sự chứng kiến từ cả bạn bè và gia đình, hai con quái vật dồn hết sức lao vào như muốn nuốt trọn đối phương. Một cột lửa dữ dội tỏa ra thổi bay cả đấu trường. Oro sau khi liên tục ăn đòn từ thằng bạn thì cũng chịu nghiêm túc. Cậu hất Gobukichi lên cao rồi liên tục đầm giáo về phía của đối phương. Bên này Kichi cũng không chịu thua, cưỡi lên chiếc kiên dồn toàn lực tạo ra một vụ nổ thổi tung tất cả. Dư âm của vụ nổ làm ảnh hưởng đến những người đang theo dõi trận đánh. Đùa hết vui, Ro đã căng một cú knockout được cậu tung ra, kết thúc luôn trận đấu. Tập 12. Sau trận đấu với Kichi ở thành phố Mekong, cuối cùng nhóm của Ro cũng đã đến được vương đô Ausubel. Vậy là chuyến hành trình hộ tống con báo công chúa đã hoàn thành. Phần thưởng cho sự nỗ lực của nhóm Ro là một kỳ nghỉ được lo từ A tới Z trong hoàng cung. Nó thoải mái đến mức mà mấy bà vợ ngủ không quen nữa là đằng khác. Ngoài đó ra, công chúa còn đặc biệt tặng cho một tấm thẻ thông hành. Chỉ cần có nó, Ro có thể tự ý ra vào vương đô mà không bị chặn lại hỏi chuyện. Tuy hơi lo cho bộ não của nhỏ công chúa nhưng với thiện chí, cậu vẫn nhận. Tạm biệt vương đô, nhóm Ro lên đường trở về nhà. Trong lúc đi, bà GobMy lại dở chứng. Thế vậy cô cậu liền hỏi lý do thì biết cô nàng muốn được tiến hóa như mọi người. Ro liền mở một cuộc tập huấn nhỏ. Cậu triệu hồi ra rất nhiều quái vật và để đó cho cô vợ tha hồ cày kinh nghiệm, đánh tận chiều tối. Đến lúc mà GobMy ngất đi mới thôi. Sáng hôm sau đúng như dự tính, cô nàng đã thành công tiến hóa. Cả nhóm vừa về tới nhà thì cảnh tượng trước mắt đã làm đứa nào đứa đó cũng ngạc nhiên. Từ cái hang bé tẹo giờ nó được xây lại to bự và vô cùng hoành tráng. Tất cả là nhờ mọi người trong đoàn phụ giúp một tay xây nên. À, bên trong có mấy cư dân mèo nữa. Ngoài dễ thương ra thì tôi cũng chả biết họ làm được cái gì nữa. Đang vui thì cậu dược sĩ chạy lão báo tin xấu. Lão Goblin già sắp phải hít mùi đất. Trước lúc lão ra đi, Ro giới thiệu con của mình cho lão như một lời an ủi. Chỉ mới 4 tháng ngắn ngủi thôi mà mấy nhóc Goblin ngày nào giờ to lớn, trưởng thành, có gia đình, làm cho lão mãn nguyện vô cùng. Rồi chuyện gì tới cũng đã tới. Lão Goblin già từ từ nhắm mắt ra đi. Trước sự tiếc thương từ mọi người, mà khoan, hạ cây gậy xuống cái lão ơi, mù mắt con trẻ hết. Sau khi làm lễ tiễn đưa xong, một đại hội đập nhau lại được tổ chức. Quy mô lần này là toàn bộ thành viên trong đoàn. Ngoài chứng tỏ thành quả luyện tập trong thời gian qua thì còn nâng cao vị trí trong hàng ngũ. Đó cũng chính là hình ảnh cuối cùng của bộ phim mang lại cho chúng ta. Tính ra nhân vật trong bộ này được hát quá ha, không phải luyện tập gì cực nhọc cả. Đánh đấm cái gì mà thấy dễ dàng quá đi. Không biết còn bộ nào hấp dẫn hơn nữa không ta? Mọi người hãy comment bên dưới để tụi mình tham khảo nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở video lần tới.